Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa. Nhiều khi bắt chước nước ngoài một cách nhố nhăng, phản cảm, không có chọn lọc, không phù hợp với dân tộc ta, nói nặng ra là tiếp thu một cách vô văn hóa và phản văn hóa. Tôi xin phép cứ nói nặng như thế, không biết mai kia ta có còn văn hóa không, mới có còn giữ được không. Chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn, phải trân trọng và phát huy. Tôi nói thế này cũng có nặng không? Nếu không là chúng ta có tội với lịch sử, là vong ân bội nghĩa với tổ tiên cha ông chúng ta. Các nhà bảo tàng, các rạp chiếu bóng bây giờ còn hay là biến thành những nơi cho thuê, này là làm kinh tế trong văn hóa, nó mất cả cái giá trị bản sắc văn hóa. Này là cái lớn nhất. Còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí. Không hiểu đây là một cái kênh để mà giáo dục con người,